Câu chuyện ngày mùng 4 Tết năm Quý Mão. Chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn mùng 4 Tết. Con đường Nguyễn Trãi đi thẳng lên hướng Sài Gòn. Trời quá chiều. Tiết trời ui ui. Hôm nay vẫn còn là ngày mùng 4, do đó gần như các tiệm đều đóng cửa. Đây là căn nhà mới xây, rất cao. Phía sau nhà này là tiếp giáp với nhà tôi. Bây giờ tôi đi dạo phố, đi vòng vòng. Nắng chói chang. Một số ít nhà vẫn còn mở cửa. Tôi đi săn hình. Dùng cái GoPro để săn hình. Tôi sẽ thả bộ đi tới công viên Âu Lạc. Xe bus 68 chạy qua khu chế xuất Tân Thuận. Còn trong Tết do đó rất là vắng. Nhiều người về quê cũng chưa lên. Tôi băng qua đường Trần Bình Trọng. Theo đường Trần Bình Trọng thì tôi sẽ đi đến đường An Dương Vương, rồi qua đường Trần Phú.
cảnh đường phố những ngày đầu năm. Tiệm bán cháo dịch cũng đóng cửa. Những chậu bông cúc rất đẹp. Bạn thấy đường rất là vắng. Khác với mọi ngày, những ngày giáp Tết người ta về quê, mọi sinh hoạt dừng lại. Tôi băng qua đường Trần Bình Trọng. Trước mặt là đường An Dương Vương. Đây là đường An Dương Vương. Đường An Dương Vương là đường hướng Đông Tây. Tôi sẽ băng qua đường. Trời ui ui, dịu mát. Bây giờ thì tôi tiếp tục đi tới đường Trần Phú. Tôi vẫn đang thả bộ trên đường Trần Bình Trọng. Đây là
chợ lớn buổi trưa, và tôi đang đi dạo phố. Vừa đi vừa tự ghi hình. Kể chuyện những cái cây thường có số 132. Sau khi mổ mắt thì mắt tôi rất sáng. Bây giờ tôi vẫn phải đeo kính chống bụi, kính bảo vệ. Đây là trường trung học thực hành Sài Gòn. Học sinh còn nghỉ. Bạn thấy ngày đầu năm rất vắng. Có những xe bán hủ tiếu. Trường học. Mặt trời đã sunset ở hướng Tây. Đói bụng thì ghé vô ăn. Ra đường mang theo khăn ướt để làm mát, tự làm mát. Ở bên lề đường thì có những cái bàn thờ. Bàn thờ người ta cúng kiến. Cầu trúng số. Cầu cho trúng số. Ở đây là Học viện Phát triển Tài năng GBA. Trên lề đường thỉnh thoảng bạn sẽ thấy có những cái bàn thờ. Ở đây nhiều người đến cầu may mắn, cầu trúng số. Phía sau có cái cây già rất đẹp. Chỗ này là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Học viện Phát triển Tài năng TDA, Talent Development Academy.
Lúc này là buổi quá trưa. Lá vàng rơi rụng khắp lề đường. Tôi sẽ tiếp tục đi lên để tới đường Trần Phú. Cơ hội làm việc và định cư ở Đức. Chúc mừng vạn sự như ý. Đây là câu lạc bộ bơi lội Lam Sơn. Con đường dẫn vào hồ bơi Lam Sơn. Ở đây có những cây da rất là lâu năm. Bông cúc, những bụi bông cúc bự to. Cây cao bạn thấy rất là vắng vẻ đúng không? Sài Gòn những ngày đầu năm Quý Mão vẫn rất vắng vẻ, bởi vì Sài Gòn là nơi rất nhiều người lên đây làm việc. Tết thì họ về quê ăn Tết, mà lúc này họ chưa lên, thành ra thành phố vẫn còn rất là vắng vẻ. Hồi xưa chỗ này là quán Con Cò, một cái quán nhậu rất là nổi tiếng. Sau nạn virus Covid, nạn dịch Covid thì nó dẹp luôn, nghỉ luôn. Và không gượng dậy nổi, rác thành phố ở đâu cũng là rác. Có nhiều chỗ chưa đổ rác. Trước mặt là đường Trần Phú. Cứ quẹo phải để đi đến công viên Âu Lạc. Đây là đèn xanh. Lúc này gió rất là mát. Mặt trời sunset ở hướng Tây. Người ta chờ đèn, chờ đổi đèn.
tìm chó lạc. Gần như là mọi người đều nghỉ Tết, chưa bán lại. Thành ra con đường rất là vắng vẻ. Tôi sẽ chờ đèn. Bây giờ là đèn xanh, tôi băng qua đường. Đây là đường Trần Phú. Dọc ra đây rất nhiều tiệm làm khung hình. Tôi đang trên đường đi đến công viên Âu Lạc. Vừa đi vừa ghi hình. Ghi hình trên cái GoPro. Đi thẳng thì sẽ tới ngã 6 Cộng Hòa. Đi theo hướng này thì chúng ta sẽ ra Sài Gòn. Đi theo hướng này thì chúng ta sẽ vào Chợ Lớn. Trên đường xe thưa vắng. Tôi sẽ tiếp tục đi về hướng ngã 6 Cộng Hòa. Ngã 6 Cộng Hòa, ở đó là một cái ngã 6 có 6 đường rẽ: Trần Phú, Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Cừ, đường hồi xưa là đường Hồng Thập Tự, rồi một đường Nguyễn Viết Chánh. Tôi đang thả bộ trên đường Trần Phú. Tôi đang có mặt ở trên đường Trần Phú. Ghé vào đây để chụp vài tấm hình.
lòng vòng tìm hình để chụp chụp cảnh xe cộ. Vừa chụp hình vừa ghi hình. Chụp hình là đi tìm cái đẹp. Giờ thì tôi đi đến công viên Âu Lạc. Tắt máy. Bỏ vào túi. Tiếp tục lên đường. Chạy ra hướng ngã 6.
sắp đi tới công viên Âu Lạc. Ở đây có rất nhiều chim, những con chim ăn lúa. Ta quét lá gom lại ngoài đường. Tôi đã tới công viên Âu Lạc. Đây là công viên Âu Lạc. Những ngày Tết đó tụ lại đây đánh cờ tướng. Người ta đánh cờ tướng. Môn đá cầu. Thấy chơi môn đá cầu. Tôi sẽ ghi hình sinh hoạt ở công viên Âu Lạc. Lấy cái record. Chỗ này thì người ta đánh cờ, chỗ này thì uống nước. Tôi đang ở công viên Âu Lạc và dùng cái GoPro để ghi hình ảnh sinh hoạt ở đây. Tôi đang ở công viên Âu Lạc. Lúc này tôi dùng cái GoPro để capture some picture for my story. Tôi sẽ chụp vài tấm hình cho câu chuyện kể của mình. Rất đẹp. Dắt chó vô đây để cho nó relax. Chụp về hướng Cộng Hòa, ngã sáu Cộng Hòa. Đây là
có cây rất đẹp. Chó cho nó relax. Tôi đang ở trong công viên Âu Lạc, đang đi lòng vòng để chụp hình. Vừa đi vừa ghi hình. Đây là công viên Âu Lạc. Những ngày Tết người ta nghỉ ngơi ra đây chơi đông. Những con đót. Nó cũng ra đây relax. Chủ nó cho ra đây để relax. Mấy đứa nhỏ tập đánh đu. Wow. Xúc tay à. Đây. Ở kia chơi
Vũ Cầu. Chơi đá cầu. Chắc chó đi relax. Đám lường tôi đang dạo chơi trong công viên Âu Lạc chiều mùng 4 Tết. Bây giờ thì tôi đi về, tôi sẽ theo đường Nguyễn Văn Cừ để đi về. Đường Hùng Vương chạy xuống chợ lớn. Ở đây có những cái hàng cây tạo bóng mát. Tôi sẽ dùng cái GoPro để ghi hình. Trước mặt là ngã 6 Cộng Hòa. Đây người ta dắt chó vào cho nó relax.
công viên Âu Lạc. Chiều mùng 4 Tết. Đây là đó. Trước mặt là ngã 6 Cộng Hòa. Kẹp giữa đường Cộng Hòa và đường Trần Phú là công viên Âu Lạc. Ở đây có những bảng điện quảng cáo Vinamilk. Ngày xuân dạo phố và chụp hình. Nghe bài hát Đón xuân này nhớ xuân xưa. Đây là một chùm hình tôi tự chụp mình trong khuôn viên của nhà thờ họ Đạo Chợ Quán. Nhà tôi ở trên đường Nguyễn Trãi, cách nhà thờ này chỉ dài 100 mét. Do đó những lúc rảnh rỗi tôi thường vào đây đi săn hình. Tôi đi tìm cái đẹp trong hình ảnh. Tôi đi tìm sự hài hòa của bản thân mình với cảnh sắc chung quanh. Với tôi, hình ảnh là những dấu vết của quá khứ. Hình ảnh là những kỷ niệm. Khi chụp hình, tôi tìm ý tưởng ở trong đầu và gắn ý tưởng mình vào cảnh sắc. Từ những tấm hình tự chụp, tôi có thể thấy ra được những câu chuyện, những câu chuyện đã trôi qua, những câu chuyện của một thời.
Tôi là người thích chơi hình. Tôi thường dùng hình ảnh để cất chứa trong đó những câu chuyện mà mình muốn nói. Đây là những tấm hình tôi chụp trong công viên Âu Lạc trên đường Trần Phú, quận 5. Công viên này nằm ở ngã 6 Cộng Hòa. Những ngày Tết, rất nhiều người ra đây làm exercise để vận động cơ thể. Tôi thì ra đây tìm hình ảnh cho những câu chuyện kể. Với tôi, kể chuyện là một cái thú. Tôi dùng hình ảnh của câu chuyện để cho mình thấy cuộc sống hiện thực của mình. Qua đó, tôi phát hiện ra điểm mạnh và điểm yếu trong sinh hoạt thường nhật của mình. Từ đó, tôi sẽ dần hoàn thiện cuộc sống của mình, tiến lên 3 lý niệm: chân, thiện, nhẫn. Buổi chiều mây lãng đãng, những tấm hình làm lòng người sao xuyến. Con đường Nguyễn Văn Cừ, những tấm hình chụp trên cầu vượt bắc ngang đường Nguyễn Văn Cừ, trường Lê Hồng Phong, hình ảnh của cầu vượt. Cầu vượt có những mái che, từ cầu vượt nhìn xuống con đường. Tôi đứng trên bậc thang của cầu vượt. Ở đây, tôi tìm ý tưởng cho hình ảnh của mình. Sau này, từ những tấm hình này, tôi thấy lại được những câu chuyện. Những câu chuyện của một thời đã qua. Nói chung, hình ảnh giúp cho tôi rèn luyện trí năng. Nó giúp cho tôi làm tươi được bộ óc của người lớn tuổi.
nhờ hình ảnh tôi luôn luôn vận động bộ óc của mình, giúp cho nó linh hoạt, sinh động, tránh tác hại của sự già lão. Đó là thú vui của sự chụp hình vậy.